chiều thu héo hoa, viết lên khúc nhạc buồn tan tình tan tình, vui lòng nhẹ đi khóe mi sầu cho mình. Chắc ta quá buồn trong trao tình duyên rồi, giờ người xem ta giống như đùa vui. Mắt em hững hờ, có ai nào đâu ngờ một ngày hai ta cách xa. Ok anh em, tôi đã xong được cái bài Pirata Party rồi. Mình chuyển sang cái phần Kê Thôn Hân nha. Ngày nào cũng chơi Thôn Hân thế này thì ai mà chán được nhở. Lại có tiền để cày. Thế mình tìm chưa ạ? Cái này thôi. Cái mặt chiến. Những ngày bên nhau như sau này chẳng thấy đâu. Anh đã sợ tôi cùng bấy lâu, thế nhưng lòng em vẫn chưa kịp quên.
tay đứt đoạn rồi. Thì người ơi, anh tiếc về những gì mình đi qua. Nếu phút buông lơi, anh biết ta chẳng muốn mình chia xa. Nhưng làm sao anh phải làm sao khi cảm xúc đã không còn. Nên anh chọn phải ra khỏi các chương trình con đường mình đã chọn. Bởi vì anh biết chẳng có tương lai nào đâu. Chỉ là do chúng ta có chấp để ôm niềm đau. Bao nhiêu lần rồi dọc đường bắt tay từ lâu. Nhưng khoảng cách hiện ra quá lớn và đây là lúc mình lạc nhau. Vì nhiều lần đã cố nói dối bản thân. Mình còn thương em hơn trăm phần. Nhưng thật ra em ơi, ta chẳng thể bên nhau bền lâu. Đuổi rất là nhanh, rất là nguy hiểm. Đội ngũ Advan 9 hay là đội ngũ PDZ chỉ có giống như nhau thôi. Cứ làm cho tôi là vừa. Chúng ta có gen lắm. Anh em lấy được gen thì tôi xin chúc mừng anh em nha. Còn tiếng anh em ơi. Đây sẽ là phần đầu tiên của phần chính này. Tình tình tăng tăng tình 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 tăng tăng tình tăng tăng tình 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 tăng tăng tình 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 tăng tăng t
quay quay phim lại là đợi một tí ạ. Có một phát rồi mà. Vâng.
cờ không thể bán, không thể đánh được. Chính là cái ván cờ này đây. Ván cờ bắt chúng ta phải chơi bằng được. Ván cờ của người kéo tay. Ranh giới à? Bây giờ tôi mới biết đấy. Mình nói thằng có ranh giới. Mình ít quen với thằng nhau, không phải là để tạo thằng cho nhau. Thật cách là biết được từng con như thế nào để con chơi cho nó vừa. Vào khúc rồi. Ôi.
qua được bài 28 rồi. Có lúc phải lấy nhận 15 tin cương cho bài 29 luôn. Bên hiên nhà ai đang ngóng trông người bên sông cùng nhớ mong chim sáo bay về vùng trời xa. Ta thích nơi này em nhớ không? Đúng nếu đời trái bao gió xuân trên lối anh về em có anh theo dòng nước cuốn em tôi đi về đâu? Người giờ đang nơi chốn đó ngân nga bạc vàng bay quanh ngày bận tâm trí đến cái neo bền ôm tương tư nhiều lỡ lặng thầm cầu mong em sẽ thấy được những điều thường thấy mơ thương cho phận anh hôm bao sầu vì nỗi nhớ không cho tình tôi em đi rồi vội vàng em bỏ tôi rồi ngày nào ai nói chẳng nói thay toàn lời rồi xa xem lời em như gió cuốn ai làm em thấy đôi rồi còn nào trên môi xót thương chỉ nhận lại đắng cay. Xin phận anh xin gói em thầm cất đi những kỷ niệm. Anh giữ cho mình đớn đau biết ai. Đời trai xuống gió lênh đênh thương em các
càng lâu son. Đôi môi vẫn hồng lạ lơi, khiến em cười tươi tâm lưng lên trong nắng. Trời reo sóng gió mang ly biệt nghe tình ngoái âm, thương cho thân cơ hàn mình đủ xa xa. Du dương bên hàng tre ai đàn ai đang lắng nghe. Em xinh xinh nón nghiêng dịu dàng dáng áo bà bà. Chung quanh em giàu sáng đôi mình tơ duyên muôn trùng xa. Thanh xuân mang hoài niệm cùng ta. Đoạn đường một mình gió xanh đang quay quá xin lỗi. Nụ cười đang quên luôn vẹn nguyên nhẹ nhàng như quá hồn nhiên. Nhưng em dành cho ai đó đâu phải tôi. Chạy vào cầu lạnh như cơn hàng. Đừng em buông kiếp những tiếng thấy em không màng. Từ một nhành hoa và hương thơm đi trong gió. Một cái nhà chúng ta từng mới những cái chẳng đẹp trong đó. Những ngày hiểu bay tình mình nhạt như hàng mây. Cách xa môi chung với những cái thêm bằng chung. Chắc là ấy được. Không biết thêm như vậy chẳng đắt thêm đâu. Chắc là ấy được. Chắc là ấy được thêm đâu. Mất ăn loát này đấy. Một hai anh đôi đi.
cần đôi tay. Hôm nay em đã ra để cho nhau xa gần mấy. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày. Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh yêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cũng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng. Cùng rơi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu. Cuộc sống nóng chi bao lên, giờ người ta bên nhau giống như
người đơn giản. Adu nó hút được à? Đâu đấy, đâu đấy? Đâu đấy? À. Nữa.
đây. Đúng không? Chắc vào nha. Đêm qua em mơ thấy em mang mùa xuân, yêu thương dịu êm, cùng điều nhạc chất ngất hòa theo tiếng
trái tim anh rộn lên. Cầm bàn tay em nói những lời xong. Ân ái mà anh đâu. Giải quyết rất là nhanh, tức thời luôn. Thời gian ngưng mãi cho hoa lá khỏe màu. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng. Không một bao áp nào luôn nhá. Tôi rất là đẹp luôn. Ngày giờ này đã đến một nơi rất xa xôi. Anh còn đây. Tôi rất là đẹp. Bao áp thì nó chả là gì. Tình yêu tan vỡ. Biết khi nào em không, nếu tôi mừng bao áp thì nó đã không còn như thế này nữa rồi. Lòng anh luôn khao khát nhớ mong người ơi. Tôi đã xong game anh hơn một chút rồi á. Tôi phải có game mà khó một chút thì tôi không thấy vui được. Cái mẫu chữ khó một tí, có vui được. Thank you.
Yep. Cái món này chắc chắn là khó rồi này. Ngắm không khó chắc là chịu rồi đấy. Nào chứ. Giời ơi, chỉ cần đánh đúng tay là tôi đã xong một con game. Xong cái ván này rồi.
Tôi cứ tưởng khó lắm thì ra không. Chỉ có như vậy thôi. Liền chỉ có như vậy thôi. Và tôi nó làm phát phí trời ra anh em ơi. Còn sẽ làm một cái âm khác nha. Chào mừng đến với con đường của những con người như vậy. Nguyện thờ kinh. Những thật tin là đều là ấy. Đều là bình thường thế nào. Thôi. Thế thôi nhá. Bye anh em.